Thưa quý vị, nhân chuyến thăm tỉnh Con Tum vào chiều ngày hôm qua ngày 2 tháng 11, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Chiết đã đến dân hương lễ Phật tại Chùa Khánh Lâm ở huyện Con Plông. Tại đây thì nguyên chủ tịch nước đã đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nói riêng, đặc biệt là đã vận động Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, thiết thực trong công tác từ thiện, bảo đảm an sinh xã hội, luôn phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, phát huy sức mạnh và lan tỏa những giá trị yêu Việt của một tôn giáo hòa bình, góp phần tích cực xây dựng đất nước ta ngày càng văn minh, giàu đẹp.